Ok, chào tất cả anh chị nha. Hôm nay anh sẽ nấu món canh ABC thang nha anh chị. Đây là món canh ABC thang anh chị ơi. Màu sắc rất là đẹp luôn. Nấu từ rau củ quả rồi anh chị. Đây là khoai tây anh chị ơi. Xương gà. Củ cà gót. Mời anh chị xem bước tiếp theo của em nha. Nguyên liệu nấu món canh ABC nha anh chị gồm 2 quả cà chua, 3 củ khoai tây, 1 củ hành tím, 2 củ cà gót và 1 củ cải mặn. Củ cải mặn này người ta ở bên này người ta gọi là la sai, có người ta gọi là son sai nha anh chị. Đây là la sai. Cái củ cải nó ngộ lắm anh chị, không biết bên Việt Nam mình có không, nó xanh xanh vậy nè. Nhìn giống như cái bông vậy anh chị. Mà nó ướp với muối với ớt anh chị, nó mặn mặn, nó cay cay. Mình nấu canh ABC á, để cái này rất là thơm luôn, nhưng cái này mặn mình chỉ để vài lát thôi nha. Ở đây thì có xương gà và xương heo nha anh chị. Xương gà với xương heo em có đem đi rửa với nước muối xong em trụng sơ với nước sôi luôn rồi, để cho nó sạch anh chị, nấu canh nó sẽ ngon hơn. Giờ em sẽ gọt củ khoai tây ra nha. Bây giờ mình sẽ gọt củ khoai tây nha anh chị. Cái món canh này nè anh chị, để vô nấu khoai tây với củ cà gót là rất là ngọt luôn. Khoai tây này em loại lựa cái loại mà nó ngon á anh chị, có loại người ta nấu nó bở nó mới ngon. Bây giờ em gọt cái củ hành tím này rồi đem đi rửa hết rồi hả sắt. Canh á anh chị để củ hành tím nó thơm lắm anh chị ơi, món canh này con em rất là thích luôn. Bây giờ em xắt củ hành tím trước nha anh chị. Củ hành tím thì mình chẻ, nếu anh chị thích miếng bự thì mình để miếng bự, còn không mình chẻ làm nửa củ mình chẻ làm sao được anh chị. Đây là củ tây. Cà chua thì mình sẽ làm tư nha anh chị, cắt làm tư. Làm tư làm sáu thì cũng được. Đây là củ khoai tây cuối cùng. Đây là củ cải mặn. Củ cải mặn thì mình cắt lát vậy nè anh chị. Cái
con cửa sạch hết đây. Đây, đây xong. Tất cả rau củ em sắp xong rồi, bây giờ em sẽ nấu lên thôi. Ở đây em đã chuẩn bị một nồi nước nha anh chị, để cho nó sôi mình sẽ để tất cả nguyên liệu vào. Sau khi nước đã sôi em sẽ để xương gà vào và ức gà vào nha anh chị. Kế tiếp em sẽ để khoai tây vào luôn. Khoai tây, hành tím, đồ tất cả mình để chung mình nấu nha. Mình nấu mỡ, nấu khoảng 1 tiếng hồ anh chị, mở lửa ghiu ghiu anh. Có người ta để thêm bắp nha, còn gia đình em thì không có để bắp. Đây, anh em chuẩn bị khoảng 1 lít rưỡi nước. Màu sắc rất là đẹp luôn anh chị ơi. Đây nồi canh IBC sôi rồi anh chị ơi. IBC sôi rồi mình sẽ vớt cái bọt ở trên này nè anh chị. Cái bọt ở trên này là bọt cái củ cải nãy á. Có màu ớt anh chị. Này anh chị nấu lâu anh mở lưỡi nhỏ nhỏ anh chị nấu ghiu ghiu thì nó ra nhiều cái chất ngọt của củ cải đỏ với hành tím nè, khoai tây rồi anh chị. Mình mở lửa nhỏ nha chứ đừng có mở lửa lớn, anh chị mở lửa lớn nhanh quá nấu dạng như nấu nhanh anh chị nó không có ra chất ngọt đâu, nó với lại nó không có ngon nữa. Giờ sôi rồi em mở lửa nhỏ lại, em nấu khoảng 1 tiếng hồ nha. Anh chị thấy nó sôi ụt ụt luôn ạ. Bây giờ em sẽ đậy nắp lại. Anh chị ơi, nồi canh cũng sắp chín rồi anh chị ơi. Thấy không, nãy giờ mình nấu, bây giờ nước của củ cà gót anh chị nó ra cái màu đỏ đỏ ở trên rất là đẹp luôn anh chị thấy không. Đang sôi từ từ đó. Củ cà gót với củ cải nãy có ớt á anh chị, nó ra cái màu đỏ giống như màu ớt vậy á. Bây giờ nồi canh mình mở nắp rồi anh chị ơi. Sôi ghiu ghiu. Cũng sắp xong rồi anh chị. Thơm. Thơm phức luôn. Cái món này dễ làm lắm anh chị, nếu anh chị nào thích thì nấu cái món nhiều chất dinh dưỡng từ rau củ rồi anh chị. Ở đây cái màu củ cà gót nó ra cái màu rất là đẹp luôn anh chị, giống như là mình nấu cái gì nè, giống như nấu thịt bò vậy anh chị, bò kho vậy, nó ra cái màu, ra cái màu này màu củ cà gót nè, hành tím với cà chua rồi anh chị, với cái củ cải nãy có ớt, nó ra cái màu rất là đẹp luôn anh chị thấy không, màu sắc rất là đẹp luôn anh chị. Cái này chan cơm ăn rất là ngon, thơm nguyên căn nhà mình luôn anh chị ơi. Anh chị thấy em nấu canh là mở lửa nhỏ kêu kêu vậy đó, nó ngon hơn là anh chị mở lửa lớn. Anh chị mở lửa lớn đó, giống như là mình làm cho rau củ quả màu chín thì nó chưa có ra chất ngọt anh chị. Ở trong này thì mình nêm muối với chút xíu đường anh chị, không có cần nêm bột nêm hay là bột ngọt gì, rau củ nó cũng ngọt rồi. Muối thì mình để chút xíu thôi cho dễ ăn thôi, chứ trong cái củ cải mặn nó cũng có muối là cũng sắp xong rồi. Giờ em sẽ nêm nửa muỗng cà phê muối là anh chị, muỗng thêm chút xíu đường, hồi nãy có để chút xíu muối anh chị. Cái này anh chị không cần nêm bột nêm hay bột ngọt gì hết,
tại vì trong cái củ cải nó cũng mặn anh chị, với cà gót khoai tây là nó ra chắc ngọt rồi, mình chỉ nêm chút xíu muối với chút xíu đường thôi, quá ngon anh chị ơi. Em xin dừng video tại đây nha anh chị, nếu anh chị thích nhớ bấm subscribe, chia sẻ ủng hộ kênh cho em nha.